Dạ, xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay thì shop thổ công Nhật Bản Bình Định xin được giới thiệu với mọi người cái video số 191, bao gồm có tất cả là 17 máy câu hàng Nhật Bản. Thì lô máy câu của em ngày hôm nay thì có cả những con máy câu đứng và câu ngang. Thì máy ngang ở đây em có là máy ngang tay quay phía bên tay phải thôi nha mọi người. Máy câu biển, câu đáy, câu dích hoặc là người ta câu lua được ạ. Có máy câu lua được. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship, bên em có ship code toàn quốc và phí ship của mọi đơn đối với máy là 30.000, khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Thì đầu tiên em xin giới thiệu với mọi người con máy số 1 ở đây em có đây. Máy số 1 ở đây em có đây là một con máy của Shimano, dòng Shimano Holiday Spin 2000, tên của máy nha mọi người. Máy này thì vào mặt ngoại hình có trầy xước nhỏ thế này thôi. Không, máy này cối và thân là carbon, tay quay là kim loại, đổi được tay quay trái phải nha. Có trầy xước nhỏ. Máy này size 2000. Cước số 3 chúng ta vào được 100m thôi ạ. Mô bên sóng nè, lưỡi gà vẫn còn. Ngoại hình có trầy xước nhỏ thôi, nhìn chung khá là sáng. Độ mới máy này tầm khoảng là 75%. Tay quay cũng khá là sáng nè. Gạt cước hoạt động tốt. Khuyên đầu dây của máy đây, khá là ok nha. Lưỡi gà vẫn còn ạ, hoạt động của máy này. Máy quay rất là nhẹ nha. Máy quay nhẹ em, chốt chặn hoạt động tốt. Máy này chúng ta câu lua rê hoặc là câu cần ISO cần tay trợ máy thì khá là ok. Và dòng này của Malaysia xuất Nhật, máy số 1 có giá là 300.000. Máy này nặng là 270g. Tiếp đến máy số 2. Máy số 2 ở đây em có con máy Daiwa Spinmatic SS700RD. Ở đây em có là một con máy đuôi chuột. Ngoại hình tổng thể của máy số 2 thế này nha mọi người. Máy này thì cối là bằng carbon này, thân và tay quay là bằng kim loại nhé, đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình có những cái vết xước nhỏ, xước nhỏ thế này. Size của máy này thì tầm size khoảng 2000 thôi ạ, 2000 đến 2500, cước số 3 vào được 120m, size 2500 đó. Máy này đôi chuột như này. Khuyên đầu dây của máy là khá sáng nha, gạt cước nè, gạt cước của máy thế này nha mọi người. Mô pin sóng, lưỡi gà vẫn còn. Máy này vẫn còn lưỡi gà nha. Mô pin sóng, lưỡi gà vẫn còn. Máy này thì nếu mà bình thường chúng ta mở cối, chúng ta mới nhấn nút này. Nhưng mà cái nút này nó bị lỗi, chúng ta không có mở cối bằng cách đó được. Mà chúng ta mở cối bằng cách là mở được cái nắp này ra nha mọi người. Và dòng này, dòng SS này là có cốt trợ lực bên trong. Ở đây, cốt trợ lực của máy thế này. Thì máy này nó bị lỗi cái vấn đề mở cối như vậy. Nên mà sẽ bán cái máy này giá nó rẻ hơn bình thường nha. Máy đuôi chuột có cốt trợ lực. Và cái dòng Spinmatic này thì nó quay rất là mượt nha. Sức cối ok, bình thường không vấn đề gì cả. Chỉ có mỗi tội là mở cối nó không có mở kiểu như là nhấn nút như bình thường. Nếu máy bình thường ra đôi chuột mở cối thì mình cách ta nhấn nút thế này, ta rút lên. Và cái cốt và lực nó sẽ nằm trên cối, nó dính cái theo cối luôn, nhưng mà nó bị lỗi, nó không có mở được bằng cách đấy. Chúng ta vẫn mở cối vệ sinh máy bình thường bằng cách là mở cái nắp lên này. Nó bị lỗi một cái điểm như vậy. Chúng ta đổi được tay quay trái phải bình thường ạ. Không vấn đề cả. Ngoại hình máy này thì độ mới tầm khoảng là 65% nha. Có trầy xước nhỏ như này thôi, 65-70% có nha. Cái lớp tem là một cái lớp tem nhỏ trên đầu này, nó bị bong nha. Rồi hoạt động máy này. Máy quay rất là nhẹ nha. Máy quay khá nhẹ nè. Chốt chặn nè, hoạt động tốt nha. Máy này câu lua rê, câu cần ISO, rất là ok. Size tầm 2500 mà có thêm cốt và lực thì chúng ta yên tâm khi gặp những con cá lớn, chúng ta kéo được khá là vô tư. Và máy này là của Nhật nha mọi người, nó nằm cái lớp tem ở dưới này. Và máy số 2 có giá là 320.000. Máy này nặng là 250g. Tiếp đến máy số 3. Máy số 3 đem có là một con máy của Olympic CR700. Máy này cối và thân là carbon, tay quay kim loại nhé, đổi được tay quay trái phải. Ở đây ạ. Ngoại hình máy thì cũng khá là ok, trầy xước nhỏ thôi. Đây, ngoại hình máy thế này nha. Form máy cũng rất là nhìn khá là đẹp. Nhìn máy này khá đẹp, máy đẹp mắt nha. Này đuôi máy này, trầy xước rất là ít. Và thông số cước ở trên cối ạ. Cước số 3 vào được 110m thì máy này tầm xa khoảng 2000. Mô pin sóng này, lưỡi gà vẫn còn. Máy này cối và thân là carbon, tay quay là kim loại, đổi được tay quay trái phải. Đây, khóa cối ok nha. Khuyên đầu dây của máy này, khá sáng, gạt cước,
hoạt động tốt. Đổi được tay quay trái phải ạ. À. Hành máy thế này. Và hoạt động của máy này ạ. À. Quay khá nhẹ, chốt chặn. Hoạt động tốt nha. Máy quay nhẹ rồi em. Và máy này là của Nhật đây ạ. À. Xuất xứ Nhật. Máy số 3 có giá là 320.000. Máy này nặng là 220g. Tiếp đến máy số 4. Máy số 4 của em có con máy Shimano Titanos Navi GT2000. Máy này là full carbon nha mọi người. Đổi được tay quay trái phải. Size thật của máy là 3.000 ạ. Cước số 3 vào đồng 150. Size thật của máy là 3.000 nha. Tên của máy là GT2000 nhưng mà size thật của máy là 3.000 theo thông số cước nha. Cước số 3 vào đồng 150 mét. Thì máy này cái dòng là cố nó nhỏ nhưng mà lại cái có chiều cao. Nên nó khả năng vào dây thì nó cũng bằng các những con máy mà nhìn cố nó lớn hơn. Mô pin sóng này, lưỡi gà vẫn còn nha. Ngoại hình thì cái tem này nó hơi bẩn nhẹ thôi, cũng không có bong tróc gì lắm đâu. Trời xước cũng rất là ít. Máy này là vẫn còn lưỡi gà, đổi được tay quay trái phải. Máy này ngoại hình cũng khá là ok. Không có đánh nổi tệ đâu. Khuyên đôi dây của máy là khá sáng nha. Gạt cước, hoạt động tốt. Đổi được tay quay trái phải ạ. Và hoạt động máy này ạ. Máy này rất là nhẹ nha. Rất chạy để hoạt động tốt. Máy quay rất là nhẹ nha. Máy này hoạt động khá là ok. Và dòng này là của Nhật. Máy số 4 có giá là 370.000. Máy này nặng là 300g. Tiếp đến máy số 5. Máy số 5 ở đây em có con máy của Shimano Ascot 3.000. Và size thật của máy cũng 3.000. Máy này thì cối và thân là carbon, tay quay là kim loại nè. Đổi được tay quay trái phải nha. Ngoại hình máy khá sáng, máy này ngoại hình khá là ok nha. Trài xước nhỏ thôi, trài xước cái góc này nhỏ nè. Nhìn không có đến nổi tệ, máy tay quay rất là sáng nha. Đổi được tay quay trái phải ạ. Mô pin sóng này lưỡi gà vẫn còn nha. Mô pin sóng nha mọi người, vẫn còn lưỡi gà. Máy ngoại hình cũng khá là ok, độ mới tầm khoảng 75-80% nha mọi người. Này, khuyên đôi dao của máy rất sáng á, máy này khá là đẹp. Trài xước rất ít thôi, không đến nổi. Gạt cước đây ạ. Ok nha. Và hoạt động của máy này. Máy quay rất là nhẹ. Dòng này chúng ta lua hoặc là rê có lắp rất là ok. Size 3.000. Và dòng của này của Malaysia xuất nhập. Máy số 5 có giá là 370.000. Máy này nặng cũng 310g ạ. Tiếp đến máy số 6. Máy số 6 em có con máy của Shimano Beermaster GTL2000. Tên của máy nha mọi người, Shimano Beermaster đây ạ. Dòng này là dòng đời cao nha mọi người. Shimano Beermaster nha. Cái máy chạy bằng 3 bạc đạn. Có cái hệ thống này là chúng ta xả được cái pin. Cái nút này chúng ta xả một pin thay bằng ta vặn cái này nha. Chúng ta có thể vặn cái này hoặc là chúng ta xả một pin bằng nút này cũng được hết. Xả một pin. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái nút vặn này. Ta xả được ok hết. Và dòng này họ thiết kế cái đuôi như thế này là dòng đời cao cả, Shimano Beermaster. Máy này cối bằng cái nắp nè, cối bằng kim loại nha. Thân và tay quay là carbon, đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình máy thì cũng khá là ok ạ. À. Trài xước nhỏ như này thôi nè, không nhiều lắm. Đây trài xước như này, chạy bằng 3 bạc đạn luôn ạ. Đây trài xước như này. Cước số 3 vào được 150m. Máy này size thật là 3.000. Tên là Shimano Beermaster GTL2000 nhưng mà size thật của máy là 3.000 nha mọi người. Đây, máy này thì mở cối bằng cách này. Mở cối ok, không vấn đề gì hết. Em kiểm tra lưỡi gà. Mô pin sóng mọi người, lưỡi gà vẫn còn đây ạ. Xếp cối. Đây, mức độ kéo nè, khả năng kéo nè. Nó điều chỉnh được. Đổi được tay quay trái phải, máy ngoại hình khá là sáng nè. Gạt cước của máy đây. Hoạt động tốt nha. Và hoạt động của máy đây ạ. Đây, em xếp cái màu pin lại. Máy quay rất là nhẹ em, không vấn đề gì cả nha. Chốt chặn nè, hoạt động tốt nha.
Và máy này nặng là 320g ạ. Và máy này là của Nhật, máy số 6 có giá là 750.000. Tiếp đến máy số 7. Máy số 7 ở đây em có con máy của Shimano BBX5000. Tên của máy. Và size thật của máy cũng 5000 nha mọi người. Máy này cứ số 5 vào được 150m. Máy size 5000. Đây em có con máy cũng cò thắng tay thế này. À, máy này full carbon, đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình của máy đây ạ, ngoại hình của máy thì có những vết xước nhỏ thế này, nên nồi máy viền cái thân máy thế này. Cũng là có trầy xước nha mọi người. Nhìn cái cò thắng thì nhìn khá là đẹp. Những cái trầy xước thì bao nhiêu trên cái cò thắng này ạ? Đây. Trên cối thì không có xước gì lắm đâu ạ, có là bị bong cái nắp tem thế này này. Đây, cái nắp cối thế này. Mở cối. Máy này mà có. Và những cái máy mà có thắng tay thì tất cả đều là máy mô bin chết nha mọi người. Bởi vì chúng ta có thể sử dụng cái thắng tay này, chúng ta để hãm lại mô bin. Khi cá kéo thì chúng ta có thể dùng thắng tay này nó hãm lại được. Hãm từ 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 giống như chúng ta xả mô bin. Máy là đổi được tay quay trái phải. Size của máy là 5000. Hoạt động của máy đây, máy quay rất là nhẹ nha. Khuyên đầu dây của máy đây ạ. Mà quên cái này, rất là sáng nha. Gạt cứ hoạt động tốt. Chốt chặn đây, hoạt động tốt nha. Máy quay rất là êm nha. Thắng hoạt động mình tốt nha mọi người. Nó thắng khi hãm thế này. Khi cá kéo dây thì chúng ta thắng thế này, chứ không phải quay tới chúng ta không có thắng nha mọi người. Quay tới tức là thu dây vào chúng ta thắng. Để thắng làm gì? Phanh đĩa thắng máy này ok, không vấn đề gì cả. Và máy này là của Nhật, máy số 7 này có giá là 800.000. Máy này nặng là 300g ạ. Tiếp đến máy số 8 ạ. Máy số 8 anh em có con máy của Diamond Micro 7 Note 3. Tên của máy nha mọi người. Máy này màu sơn của máy là màu xanh rêu. Đấy, vậy nó vào video cái màu nó không được đúng cho lắm ạ. Nó bị bong tróc như này nha mọi người, bong tróc đây. Màu của máy nó không rồi bong tróc như này ạ. Nói chung là nhìn vỏ máy vẫn còn khá là sáng, có bong tróc mà nhìn chung nó không có đến nỗi tệ. Khe nâu dây của máy là khá sáng nha. Gạt cướp hoạt động tốt. Máy chạy bằng hai bạc đạn, chạy bằng hai bạc đạn. Đổi được tay quay trái phải. Nhưng mà máy này chúng ta không có đổi tay quay giống như bình thường các máy khác. Chúng ta sử dụng một cái ốc nhỏ trong cái nắp này nha. Đây. Mỗi cái tay quay thì nó có một cái nút riêng. Cái này thì chúng ta vặn cái nút này nằm trong cái kẽ ở giữa nha mọi người. Ở đây. Đấy. À, chúng ta vặn cái nút này ra và chúng ta đổi. Cái nút này là dùng tay quay tay phía bên tay trái này, còn cái nút này thì dùng tay phải, chúng ta đổi xong ta cất vào trong này. Thì mọi người chúng ta sử dụng ta giữ cái nút này không làm mất cái chốt này, cái nút này thì nó không đổi được tay, ta sử dụng một tay thôi đấy. Đổi được tay quay trái phải nha. Thì cái dòng này chúng ta đổi tay quay nó có đặc biệt một tí như vậy. Và dòng size thực của máy này tầm size 4000 nha mọi người. Ta mở cối bình thường, cái nút mở cối này vẫn ok. Và cốt trợ lực của máy này nằm trên cối. Chúng ta muốn thấy cốt trợ lực thì chúng ta mở bằng cách là mở nắp như này. Cái dòng này thì cốt trợ lực khá là lớn. Size 4000 mà với cốt trợ lực như thế này thì chúng ta cạo cá khá là khỏe nha. Đây. Đây, cốt trợ lực của máy đây nha mọi người. Rất là lớn size so với cái khổ máy size 4000 thì cốt trợ lực này rất là lớn nha. Cốt khá lớn. Đổi được tay quay trái phải size 4000 ạ. Chạy bằng hai bạc đạn. Hoạt động của máy này, máy quay khá nhẹ nha. Chốt chặn này. Hoạt động tốt. Máy quay rất êm nha, chốt chặn này. Máy quay khá là êm mượt nha mọi người. Không vấn đề gì cả. Và máy này là của Nhật, máy số 8 có giá là 550.000. Máy này nặng là 402g. Tiếp đến là máy số 10. À, máy số 9 ạ, tiếp đến là máy số 9. Máy số 9 ở đây em có con máy Daiwa Max 200. Máy này cối bằng carbon này, thân và tay quay thì thân bằng carbon nha mọi người. Thân bằng kè nhôm này. Đổi được tay quay, thân và tay quay bằng kim loại, đổi được tay quay trái phải. Đây có bị bong tróc thế này nha mọi người, thân này. Máy này thì ngoại hình có bị bong tróc. Size của máy tầm khoảng 5000.
Máy này không có thông số cước trên cối, nhưng mà độ lớn cối máy này là size 5000. Đổ được tay quay trái phải ạ. Ngoại hình máy thì có bị vong róc ở đây. Khuyên nâu dây của máy nha, giá sáng nha. Gạt cước ạ. Hoạt động tốt. Mô pin sóng lưỡi gà vẫn còn. Ngoại hình của máy thế này. Và hoạt động máy này ạ. Máy này thì ngoại hình nó có hơi bị xấu tí, nó bị vong róc nhìn nó thế này. Nhưng mà hoạt động máy thì khá là ok. Quay rất là nhị nha. Chốt chặn nè. Hoạt động tốt. Và máy này nặng là 420g. Và máy này là hàng nội địa Nhật nha mọi người. Máy số 9 có giá là 300.000. Tiếp đến máy số 10. Máy số 10 ở đây em có con máy của Olympic VX1800. Máy này cố bằng carbon thân và tay quay là kim loại, đổi được tay quay trái phải. Đây ngồi hình máy thì nó bị bong như này nha, bong trong một vị trí, vài vị trí như này. Size thật của máy. Size thật của máy thì cước số 5 vào được 200m thì máy này tầm size khoảng 6.000 nha mọi người. Size 6.000. Mô pin sóng này, lưỡi gà vẫn còn. Đổi được tay quay trái phải, khuyên đầu dây của máy như này. Thì máy này đổi tay bình thường thôi, những dòng này đổi tay bình thường. Ta mở cái ốc như này, ta đổi qua. Và một số máy thì khi mà em gửi vận chuyển, gửi hàng thì em phải vặn tay quay như thế này nha. Này mà khách nhận đến nhận hàng bảo tay quay bị lỗi thì không phải nha mọi người. Em phải vặn lại và gấp tay quay lại như vậy. Và gạt cước hoạt động tốt. Hoạt động máy này, quay rất là nhẹ nha. Thế là em. Chốt chặn đây ạ, hoạt động tốt. Và máy này là của Nhật, máy số 10 có giá là 370.000. Máy này nặng là 480g. Tiếp đến là máy số 11. Máy 11 đây em có con máy Daiwa Spotlight Xter 2. Máy này có Rito là 4.8 này. Máy này full kim loại nha mọi người. Đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình máy thì có bị bong róc nữa nè. Trong cái nước sơn cái máy này. Trong tài xước này nha. Cối thì khá là ok. Cối có trài xước nhỏ thôi nhưng mà không đáng kể. Tay quay của máy thì nó cũng bị trài xước thế này. Không, chủ yếu không trài xước thì miễn là bẩn như này. Đấy, không có bẩn nhưng không phải là trài xước thì lắm đâu ạ. Hay góc cạnh tay quay. Em không đánh nổi tệ đuôi máy thế này. Size thật của máy. Máy này thì size thật là cước số 7 vào được 190m. Máy này size 7.000 nha mọi người. Mô pin sóng này, lưỡi gà vẫn còn. Cối thì khá là ok. Cối xước nhị thế này thôi. Đổi được tay quay trái phải ạ. Khuyên đầu dây của máy nè. Gạt cước này. Hoạt động tốt. Và dòng Xter 2, Daiwa Spotlight Xter 2 quay rất là nhẹ, chốt chặn. Hoạt động tốt nè. Rato 4.8 thì khá là nhanh nè. Và máy này của Nhật, máy số 11 có giá là 520.000. Máy này nặng là 580g ạ. 580 ạ. Tiếp đến máy số 12. Máy 12 đây em có là con máy Daiwa Sprinter Xter 3. Máy này full kim loại nha, đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình máy thế này, máy thì nước sơn nó bị băng thế này, nhị thôi. Nhưng mà máy rất là sáng nha. Cối như vậy, cối rất là đẹp. Tay quay này, cái sáng nha. Dòng này tay quay, gặp tay quay cũng bằng cách là vặn thế này nha mọi người. Đấy. Khi em gửi hàng em sẽ vặn gặp tay quay thế này. Thì khách nhận hàng các bạn, vậy thì phải ship tay quay lại chứ không phải là máy bị lỗi tay quay, gãy tay quay như thế nào đâu nha mọi người. Vậy một số khách thì ít sử dụng những cái dòng này thì cứ bảo là hàng lỗi. Đấy, máy ok. Size thật của máy là cước số 10 vào 175m, máy này size 10.000 nha. Mô pin sóng này, lưỡi gà vẫn còn. Khuyên đầu dây của máy rất là sáng. Gạt nước, hoạt động tốt. Máy chạy bằng hai bạc đạn. Đổi được tay quay trái phải, tay quay rất là sáng này. Và hoạt động của máy rất là nhẹ nha, chốt chặn hoạt động tốt này. Quay rất là êm nha. Đây, cái tay quay em cũng siết chưa chặt lắm nha. Rất là nhẹ. Và mặt hàng này là của nội địa Nhật, máy số 12 có giá là 750.000. Máy này nặng là 700g ạ. Tiếp đến máy số 13. Máy 13 đây em có con từ máy 13 đến máy 17 của em đều là máy ngang tay quay phía bên tay phải thôi nha mọi người. Và máy câu đáy câu dít thì là có một bà có máy câu lua được ạ. Máy này là của Daiwa Xter 50.
Có Rizzo là 3.8 ạ. Và máy này size tầm khoảng là 6.000. Máy này size 6.000, máy này không có thông số cước, nhưng mà với độ lớn của cái con lăn cước như này thì cái khả năng vào dây như này tầm size khoảng 6.000. Máy này cái vỏ bên ngoài carbon, ngoại hình em khá là sáng. Và vị trí nó bị đóng cận bẩn như này thôi. Hoạt động máy này quay rất là nhẹ nha, lực quay khá nhẹ. Và cái này, nút xả bun này ok nha mọi người. Cái này chúng ta xả một bun nha. Chốt chặn này hoạt động tốt nha. Hai chế độ máy này có hai chế độ quay tới và quay lui được ok cả. Và dòng là hàng nội địa Nhật nha mọi người. Đây, đã qua có chữ Nhật đàng hoàng. Và máy này nặng là 590g ạ. Và máy số 13 này có giá là 420.000. Tiếp đến máy số 14. Máy 14 em có con máy của Ruby. Và máy này Ruby dòng là Alex SS700. Size của máy này thì tầm size cũng khoảng là 9.000, rồi khả năng là dây. Và máy này vẫn còn một lượng dây nhựa cũng khá là nhiều, là đầy. Và dòng máy dòng nhựa siêu bền nha mọi người. Máy Make in Japan. Máy này toàn thân bằng carbon cả, tay quay bằng kim loại này. Ngoại hình máy khá là sáng, không có trầy xước gì đáng kể cả. Hoạt động của máy này, máy quay rất là nhẹ nha. Đồng hồ của máy vẫn còn hoạt động được. Size của máy tầm chỉ khoảng là 9.000. Và nút xả Movin này vẫn còn hoạt động bình thường. Máy này nặng là 500g ạ. Và máy số 14 này có giá là 480. Tiếp đến máy số 15 ạ. Máy 15 anh em có con máy Daiwa Tana Sensho GS40. Máy này size thật là tầm 8.000 nha mọi người. Cứ có Rito là 4.3 này. Máy chạy bằng 2 bạc đạn. Máy này ngoại hình cũng khá là sáng, trầy xước nhỏ thôi. Máy này bằng carbon nha. Đây, trời xước cái này nha mọi người. Không nhiều lắm đó, nhìn máy cũng rất là sáng. Đã qua Japan, hàng rồi, xuất xứ nha. Hàng Nhật nha. Và máy này thì đồng hồ vẫn còn cái hoạt động. Size thực của máy này thì tầm khoảng là 8.000. 7-8.000 nha. Dao động rồi đấy. 8.000, em báo luôn máy 8.000 nha mọi người. Size 8.000. Và máy này cũng vậy, vẫn còn một lượng dây nhựa siêu bền ông này khá là nhiều. Chạy bằng 4 bạc đạn, bằng 2 bạc đạn nha. Máy chạy bằng 2 bạc đạn. Chốt chặn hoạt động tốt ạ. Thiết kế của máy thế này nha mọi người. Ngoại hình máy cũng khá là sáng. Và máy này nặng là 600g. Và máy số 15 có giá là 480.000. Tiếp đến máy số 16. Máy 16 đây em có đây. Cũng là một con máy Shimano Super 3000 tên của máy. Và size thực của máy tầm khoảng là 8-9.000. Bởi vì máy nó không có thông số cước nên em dựa vào cái khả năng vào dây của máy này tầm 9.000, hơn 9.000 nha mọi người. Khả năng vào dây của hai máy này, em định sai thì máy này có thể trên 9.000. Vì cái khả năng vào dây của máy này rất là nhiều, khoảng cách này rất là nhiều nha. Có trầy xước nữa này, trầy xước nhỏ thôi. Tất cả những con máy ngang ở đây đều là máy tay quay phía bên tay phải thôi nha mọi người. Đây, tay phải ở đây. Máy này ngoại hình rất là đẹp, không có trầy xước gì đáng kể cả. Những vết xước này rất là nhẹ này. Màu sơn của máy nhìn khá là lạ, màu xanh rêu như thế này. Chốt chặn máy này hoạt động tốt nha. Máy quay rất là nhẹ. Ok. Xả bun của máy này hoạt động tốt. Và máy số 16 này có giá là 450.000. Máy này nặng là 500g ạ. Tiếp đến máy số 17, máy cuối cùng. Máy 17 đây em có là một máy lua. Máy lua biển, dòng lua biển nha mọi người. Máy này vỏ bên ngoài cũng carbon, tay quay máy như thế này. Tay quay máy bằng kim loại. Có trầy xước đây ạ, trầy xước như này. Máy này cũng của Nhật nha mọi người. Và độ lớn máy này size cũng tầm khoảng 8.000. Hai con máy này khả năng này, dây nó giống nhau. Và trong này vẫn còn lượng dây này nhựa siêu bền khá là nhiều.
Máy đây là tên của máy là một con máy Ruby SS700T. Tên của máy này. Đây, máy Ruby nha mọi người, trời xuất nè. Và cái này là chúng ta luôn, chúng ta bật rồi chúng ta ném dây. Máy này dòng máy luôn, nó không có quay lui nha, chúng ta quay tới thu dây thế này. Và bật ném dây thế này. Máy này chúng ta lua biển nha. Và máy này nặng là 500g luôn ạ. Và máy số 17 này có giá là 450.000. Và em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có 17 máy câu của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974088309. Hoặc là các khách có thể kết nối Zalo hoặc là comment trực tiếp ở bên dưới video. Và khách chốt hàng bằng cách là comment trực tiếp bên dưới video thì có thể là cho em xin cả số điện thoại và cả địa chỉ nha mọi người. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ.